Nó chạy rồi đấy. Đó, nó chỉ lấy khách khoảng vài phút là đi à. Trừ đến mấy thành phố lớn thì nó ngừng lâu tại vì đông khách. Nó chạy từ từ, chắc là từ ở dưới Hồ Chí Minh về lên cho tới tới Hà Nội luôn. Mẹ đi sang bên này rồi là mẹ ở bên này luôn đấy nha. Này là Đông Hà. Đông Hà. Đông Hà xong rồi tới Đồng Hới. Bác về máy đâu ạ? À? À, em đi cháu đi tới Hà Nội luôn. Hà Nội thì sáng tới đâu? À, sáng khoảng 4 giờ sáng. 4 5 giờ sáng tùy à. Nó chạy chậm mà vậy lẹ. Đúng giờ. Con ngắm cảnh một tí cho con cái đi ngủ. Đi mệt tâm xuống ngủ. Ừ. Cái này lâu lắm mà có đi tới mười mười mấy tiếng mới tới. Chị đi Hà Nội hả? Nam Định. Nam Định hả? Ví dụ như 12 giờ đây mình à 2 giờ đây mình lên thì 2 giờ sáng tới Nam Định nhưng mà còn nó còn chậm nữa thì chắc là có khi nó đi chậm tùy theo cái tránh tàu ấy. Ừ. Thì theo cái buổi sáng và buổi chiều nữa. Tránh. Ừ, ban ngày thì nó nhiều xe á. Ban đêm thì nó có chạy suốt luôn, không có bị gì hết. Còn quá một giường. Nhưng mà giường chỗ này ngồi nó có người lên hết à. Không có lúc nào là trừ là đi cái hướng nào không có xe, không có thì ta gần gần tới Hà Nội người ta đi xuống hết rồi. Còn mà còn xa xa là ngồi lên đầy hết. Đến Nam Định đổ lên là nến Hà Nội là người ta xuống. Xuống hả? Ít nên á. Ừ. À, hôm trước là đi đêm. Dạ, hôm trước đi hình như đến Nha Trang á, lên xe không có xe luôn nè. Đầy hết luôn á, không có. Ủa hè người ta cho con đi chơi. Ồ, tao đi Nha Trang với Đà Nẵng nữa nè. Mình đi ra biển là nghẹt hết nè. Không có không có chỗ luôn à. Chỗ luôn. Hè người ta cho con đi đông lắm. Ừ. Có đồ ăn kìa, có đồ ăn kìa. Đó, đồ ăn kìa. Mất. Mình cứ cầm tay mà có quay thôi. Ờ, nhảy qua cửa mà nó vẫn chưa ra được. Cái này kia vẫn cái chống rung mà. Quay tới đuôi rồi. Tại bây giờ hết cảnh quay rồi. Cho nên đi nó chơi suốt ngày sáng đêm mà không cho ngủ mà choáng luôn. Đấy bị choáng mà. Đi khám người ta bảo nó bà mất ngủ. Mấy đứa nhỏ này phá dữ lắm mà. Nhất là con trai à. Đang nằm nó mới còn bảo nó nặc bà lên. Ốm nó không cho nằm. Nó là sức, nó là giống như sức thần vậy mà nó chơi không biết mệt. Mệt nghĩa là một chút tôi trừ là cho nó chơi cái ga nó chơi banh á, nó chơi hồi là nó mệt. Cái chơi banh thì nó chơi banh thì nó mới tay. Không chơi nhiều loại banh chứ. Xong là cho ăn thì nấy rồi, ôi đứa đòi cái nọ đứa đòi. Ôi giời chịu thì tôi bảo chịu.